được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, tuần nào chúng ta cũng gặp nhau và các bạn có thể chia sẻ cùng nhau. Chúng ta nên yêu, nên không yêu. Rất là nhiều cái chủ đề chúng ta có thể cùng nhau nói với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một chủ đề. Nó có tên gọi là 1001 cách thả thính. Thì chúng ta sẽ cùng biết được rằng là những khách mời chúng ta, những biệt đội của chúng ta, họ trong chuyện tình trường của họ, họ đã trải qua chuyện tình yêu như thế nào và họ đã liệu rằng có bao giờ thả thính hay chưa. Hôm nay phải đây để cùng chờ đón chính cô gái xinh đẹp và dịu dàng của chúng tôi ạ. Và dĩ nhiên ở phe còn lại, phe đối lập là những đại diện bảo vệ những người đàn ông. Đây chính là biệt đội xoái ca gồm có GA, Nico Thúc Lĩnh và Bảo Quân. Con người mới gặp lại chủ đề khá là thú vị. Bảo nghĩ là nếu mà nói rằng là 1001 cách thả thính thì có vẻ hơi ít nhờ, phải nhiều hơn nhờ. Thôi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem coi rằng là các cô gái của chúng ta thường hay thả thính như thế nào nha. Xin mời câu chuyện đầu tiên. Sử dụng tất cả mọi lợi thế của mình, dù mình không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn. Ai đây? Dù sai mình không khủng nhưng người khác vẫn phải đến. Mình đang nói vấn đề gì vậy? Đây, bây giờ mình sẽ vô câu chuyện chính nè. Mỗi tuần một câu chuyện. Sao có một cái cô bạn, cô này rất là hot, rất là cao, chân dài mà vòng một cũng rất là đẹp, rất là khủng. Nói chung là điện nước đầy đủ. Đó, dư thừa luôn. Thì có một cái anh kia, anh này được, anh này đúng luôn, mình đi chơi chung với nhau. Thì anh đó, anh thích cái cô bạn này trước vì lý do bạn nó rất là hot, rất là bốc lửa. Cái mình mới nói là thôi chết rồi, đó là ưu điểm của nó, còn mình không có gì cả. Dạ bảo không phải, tại nhắc đến cái dòng đó thì hơi cấn vậy. Ủa gì rồi em rất thính anh đó như thế nào? Thì xong rồi bây giờ mấy người suy nghĩ là chết rồi, bây giờ con kia nó hình thức thì mình phải có nội dung đó, xong rồi sẽ đánh theo cái dạng mà trường kỳ kháng chiến. Thay vì là con kia lúc nào nó cũng mặc áo, lúc nào cũng hở này kia các thứ, mình thì mình luôn chọn mình cái thứ nhất là cái trang phục đầu tiên, lúc nào mình thanh lịch trước, hay lúc nào mình xuất hiện kiểu như là quý cô. Mỗi lần hẹn đi ăn thì bạn kia cứ thích thôi, ra thế mạnh bạn đó là gì, bạn nó cứ sử dụng thôi, còn mình thì mình im lặng. Nghe hai kia nói chuyện xong rồi sau đó là sẽ tìm cái cơ hội là mình sẽ đặt mình vào cái trường hợp là mình là cái người thấu hiểu anh đó. Anh thích cái gì, anh thích đọc sách, sách anh thích đọc là sách gì, anh thích nấu ăn là cái món ăn này nấu như thế nào, từng chút một. Thì lúc đó anh bị thu hút bởi cái câu chuyện mà em nói nhiều hơn là về cái bạn kia. Và bằng chứng là trong cái buổi ăn tối đó là bạn kia vẫn ngồi sang một bên và anh nó chỉ có nói chuyện với em thôi. Rồi cuối cùng là kết thúc là anh đó có rủ em đi chơi riêng. Nhưng mà em chán. Trời ơi, tôi hiểu rồi em. Trời ơi, tôi tưởng rất thính xong rồi phải cho các anh xong rồi. Tôi chỉ có thể khẳng định một điều rằng bệnh gì nó cũng có thể lây được. Kể một câu chuyện dài hay thiệt, hay hot thiệt, hot điện nó đầy đủ hết luôn. Hết cái bụp một câu tất cả mọi người đều nhảy. Chúc mừng em. Anh nghĩ người vui nhất là Lúc Vân ở đây. Lúc Vân đã kiếm được một cái diễn viên có khả năng hả là khuấy động mọi người như thế này. Có cái như thế này em nói không biết là có đồng tình với lại mấy anh em không, nhưng mà thật ra có một cái điều là như thế này, đàn ông thì ai cũng thích cái đó cái gì à, những cái mộng đó chắc chắn là thích, nhưng mà đó không phải là nghiêm túc. Cho nên là chỉ cần mình nghiêm túc làm cho cái người con trai đó cảm giác là tôi muốn nghiêm túc với người phụ nữ này thì chắc chắn là sẽ thành thôi. Thật ra cũng hên xui, nói chung là đàn ông cũng có người này người kia thì hết 80% là thích người phụ nữ đẹp rồi. Đối với con trai thì cái đập con mắt đầu tiên là cái hình ảnh bề ngoài của người phụ nữ trước, thì sau cái đó tiếp xúc thì mới tìm hiểu cái tính tình như thế nào. Nói chung là người ta nói là con trai yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai là hợp lý đúng không? Đúng. Quan tâm đủ kiểu nhưng vẫn bị bơ đẹp là sao ta? Vậy gọi là thả thính thất bại hả? Em bị quan mang luôn hả? Nói chung là em thì em tính của em thì khá thẳng, nghĩa là em thích ai thì cứ nói thẳng ra để cho người ta thấy được cái tấm lòng của em. Em có thể giúp họ mọi thứ nếu như họ cần sự giúp đỡ của em. Có vẻ như anh đang sai sai ở đây nhờ. Thả thính là tức là mình tấn công đối phương á. Còn cái này là anh cảm thấy mình thích người ta rồi, cái đó là mình hơi bị mềm yếu rồi này nọ. Đâu, đừng có đâu Bảo, em nghĩ cái cách đó cũng là cái cách để thả thính một cách mà theo kiểu tình bạn á. Anh Bảo nghĩ như em không? Anh Bảo không nghĩ như em hả? Bảo có nghĩ như bạn không? Em ơi, nhiều khi em hay quá luôn. Anh Bảo nghĩ như em. Anh Bảo thì em nói không? Sao là anh cũng chưa chịu hỏi đâu.
em sẽ giải thích cho anh Bảo cái ý mà của chị Lúc nha. Có nghĩa là như thế này nè, chị Lúc á, thay vì á tấn công như cách anh Bảo nói là sẽ thẳng thừng, sẽ thể hiện này kia bằng lời nói của chị hành động, nhưng chị Lúc sẽ chọn bằng cách của người trưởng thành và đỉnh đạt, đó chính là chọn cách là quan tâm bằng cách tâm lý. Ý là mình sẽ hỗ trợ nhau về cái mặt tâm lý anh Bảo. Anh Bảo hiểu ý anh chưa? Bạn đắc tính nằm ở đâu? Đắc tính ở cái chỗ là tâm lý, quan tâm. Quan tâm là đắc tính đó hả? Trời vậy là dạ, anh Bảo ơi, anh Bảo làm em thất vọng quá. Quan tâm sao? Quan em tâm kể chi tiết câu chuyện của em được không? Để hiểu rõ hơn được không? Ví dụ như là mình có thể mình thấy người ta buồn. Tất nhiên khi mà con trai buồn thì người ta không nói. Có thể trên Instagram hoặc ở trên Facebook trên mạng xã hội sẽ thấy cái gì đó kỳ kỳ. Thì em hay chú ý những cái đó thì em sẽ hỏi, an ủi, như là nói hoặc là động viên làm sao đó cho người ta bớt buồn đi. Anh đã hiểu rồi đó chị. Mà quan tâm rồi mà vẫn bị bơ. Dạ đúng rồi, nhưng mà đó em không buồn, anh thấy bình thường. Anh cũng tầm tầm hiểu. Có vẻ như cái tính này nó chưa có đủ đô nặng lắm đúng không? Dạ. Nó vẫn là hơi nhẹ nhàng, nó đúng rồi, cũng quyết liệt lắm. Nhưng mà cái xác suất mà bị xếp vô thành bạn và bạn thân nó sẽ rất là cao. Cao. Chị hoặc là em nữa đó. Lúc em men hơn người ta là cửa anh em là anh trai người ta luôn á. Dạ. Dễ thành em gái mưa rồi. Chị em thấy như thế nào? Nếu mình là em dính không? Không. Em sẽ coi như là bạn thân. Bạn thân thôi. Ở đây bao nhiêu người sẽ dính vào bằng cái chiêu thức đó? Mà cái việc quan tâm cũng rất là hay và tạo cho người ta một cái thói quen. Đến cái lúc mà tôi cái tâm lý tôi không ổn là tôi sẽ tìm bạn này. Đến cái lúc mà xung quanh không còn ai nữa, chơi thoải mái rồi, nhưng mà vẫn có một cái thói quen là quay trở ngược về cái người này. Đúng rồi đó anh, một ngày đó em không quan tâm nữa là có chuyện. Là tự nhiên thấy kỳ kỳ. Tại vì mình đã cảm thấy bức lúc. Chỉ là thói quen. Nhưng mà phải với điều kiện nha, với một cái điều kiện, khi và chỉ khi cái người con trai đó ban đầu nghĩ người phụ nữ phải là người mà tôi đang có thể yêu. Còn nếu như mà đã mặc định trong đầu ban đầu là bạn mà thì có quan tâm cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng là bạn thôi. Nói chung là cái tín hiệu nó quan trọng. Có như là em chăm sóc người ta, mà em phải cho người ta thấy một cái tín hiệu rằng là em chăm sóc với một cái tâm thế là tại vì em thích người ta, hay là với một cái mong muốn người ta làm bạn trai em. Chứ nếu mà em chăm sóc giống như là thằng em trong nhà nó khác. Dạ em chăm sóc quá nhiều người trai, thành ra em không biết ai, em phải thích ai luôn. Cuối cùng là chị gái mưa ha. Dạ đúng rồi. Nói chung cái gì cũng có mức độ vừa phải thôi đúng không? Thôi mình thử tìm hiểu thêm coi là có những cách hạ thính nào khác nữa hay không. Chưa thấy một chiêu nào nặng hết đúng không? Chưa có. Cứ sống đúng tính cách của mình, khùng khùng điên điên người ta sẽ thích. À, cái này em dính nha, cái này em hay dính mấy người khùng khùng lắm. Em nói lẹ vậy hả? Có một suy nghĩ lần thứ hai luôn á. Không. Con gái nào? Cái đó của em. À vậy hả? Dạ. Trời mừng quá. Trời ơi, mời Ân chia sẻ đi. Dạ, thì cái này là em đúc kết từ mấy chục người thích em rồi nói lại cho em biết. Mấy chục người. Wow. Người ta chỉ nói là mấy đứa con gái khác là giả nai rồi này kia, rồi anh không thích, anh thích tính em khùng khùng điên điên tương tự vậy á. Em nghĩ là đó là thính bên cạnh. Đúng rồi đó, em đồng ý với ý kiến. Nhưng mà cái khùng nào của em mà người ta thích? Ví dụ làm thử. Em học trên trường á, cái đang ngồi chờ này kia, cái tự nhiên ở sân có hai chó giỡn nhau, cái em chạy ra em giỡn. Cái này. Vậy là không phải, vậy là bạn đó gu cũng hơi lạ. Dạ. Không, nhiều khi thích cái cảnh đó thôi. Sao anh thích cái cảnh là có thơ mộng, có hai con chó chạy chung với cái bạn nào? Tại vì anh chung với cái niên niên không có bãi cỏ. Không mà tôi hỏi muốn hơi ni nè, em dạ. Có ý kiến gì chuyện đó không? Theo em nghĩ thì đây cũng là một cách thả thính, tại vì mình cứ sống thật với tính cách của mình thì người ta sẽ thấy người thật của mình, thì người ta sẽ cảm nhận được mình sẽ thích mình hơn vì cái thật của mình. Em có làm vậy không? Chắc có. Ở đây bao nhiêu cô gái tự nhận là mình hơi có một chút gì đó tưng tửng. Như là hết rồi. Hết thật vô. Sao anh không hỏi em đây nè? Anh đang hỏi đây, ta hỏi chung mà. Trả lời này em nè. Không, anh cần giơ tay nên đâu cần trả lời đâu. Đại diện nha. Đừng bích cho anh đang nghĩ em rồi. Bảo em thấy như thế nào? Anh Bảo không? Bảo anh thật sự là... Anh thích tưng tửng không Bảo? Anh vậy là anh bậy. Anh cũng ôn em nói. Cái cấp cuối cùng của con gái á vẫn là khùng khùng tưng tửng. Đúng rồi. Tại vì bình thường á, khi mà đối với một người con trai mà chưa gặp á hay là này kia, không có bao giờ thấy bạn đó khùng đâu. Thật sự á là em đồng ý với ý kiến của hai người luôn, là tại vì đúng không? Anh Bảo thấy đúng không? Mà đúng không anh Bảo? Anh Bảo thấy đúng không? Đúng đi anh Bảo. Đúng đi anh Bảo. Anh Bảo đúng không? Nói đúng không? Đúng không? Cái lúc mà
khùng khùng như đúng vậy không? À, đúng không? Đúng rồi, đúng, đúng em nói tiếp. Đúng em nói tiếp kỹ nha. Kỹ lên anh. Chuyện lên. Mà đúng không em bạn? Ừ, đúng. Em nói nha. Tại vì đó là em cảm thấy là mình sống thật với bản thân mình. Mình đâu có phải là sống giả dối đâu. Ví dụ như tính cách thật của mình vui vẻ, đúng không? Náo nhiệt thì mình cứ như vậy thôi. Chứ là chẳng lẽ bây giờ là mình cố tình mình khoác một cái vẻ bọc là à mình ít nói, mình dịu dàng, mình xinh đẹp như là mấy bạn khác có tính cách như vậy á. Thì sau một thời gian á mình cũng không thể nào mà mình gồng được á bảo. Xong mình xì, xong mình cũng là cái cái xì. Đúng tâm lý quá vậy ta. Anh đang hiểu hả? Anh đã hiểu ý em không? Có nghĩa là là người ta biết mình bị cuồng. Anh đã hiểu chưa? Anh đã hiểu không? Anh hiểu rồi. Anh hiểu giùm đi anh. Anh mà anh hiểu rồi. Ở Trâm là cá tính ngược. Ừ. Cho nên bây giờ vẫn ế đó. Anh nói thiệt, sống đúng cá tính là tốt. Đúng. Nhưng mà gặp một người yêu mà suốt ngày hỏi anh đúng không anh? Là anh cho đi về. Lên ơi! Anh gì ơi, anh xin lỗi, em xin lỗi. Anh xin lỗi cho em làm phiền anh chút được không anh? Tại vì em với chị đang đi tìm người quen á. Thì anh có thể thôi em hỏi anh này khác nha, chị hỏi anh khác. Chia ra nha. Chưa. Anh có biết hát không anh? Không biết ha. Dạ cảm ơn anh. Cái gì vậy trời ơi, cái gì mà bỏ tôi giữa đường như mình là một đội. Còn chàng trai này thì sao? Thì đây đấy. Có khai dám lắm á. Từ cái giọng hát này là giọng miền Nam đó. Không, giọng hát đi vô là mình không biết hát đâu, anh chỉ biết là la thôi. Biết la thôi, anh thôi bây giờ thử. Anh la cái gì cũng được. Có tâm một chút nha, nó có giai điệu nha. Ê, nhưng mà từ bài đấy, nhưng mà không có nhạc bài đấy. Thôi anh hát thôi, một bài nào đấy, quanh em mà... nghe giọng là được. À nghe giọng à? Dạ. À, nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với em một câu xe đi trọn đến cuối còn đường. Ê, từ nghe giọng này cũng hay mà. Không, nhiều khi đang cố tình á. Cố tình là như nào vậy? Anh không hiểu nha. Không, nhiều khi cái giọng hát hay mà cố tình hát dở, hát hay hay hát dở hơn hát hay. Thôi bây giờ như này nha. Chị là chị nghi lắm, anh ấy cố tình hát dở á. À không. Ê sao cái anh gọi điện, anh gọi điện, anh liếc em dữ gì anh. Tôi chết, anh gọi công an bắt em tội mê trai. Anh từ từ. Anh bây giờ để tránh mà đúng đây là đứng lâu là công an tóm bọn em đó. Thì chắc là để em hỏi chương trình xem là liệu có phải anh này không ta. Tại vì từ nãy giờ toàn các chú này, rồi các anh lái xe này, rồi có anh đứng cột này, nghe điện thoại này. Của anh này là anh người duy nhất mà mình cảm thấy chưa, là... chưa biết là đây là chương trình gì vậy? Thực ra là tìm nam thần ạ. À quên. Khỏi nhầm. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi chị ơi, chị đừng có bắt chay của em. Em đã nói với chị rồi. Là chị không có bắt đứa bé chị coi. Đây là chay của em. Thôi, em nói chuyện đi. Nên em bắt thử. Em nói chuyện đi nhiều. Em muốn xin chị nhượng. Anh có lịch trình cùng các bạn anh nhé. Cho nên là anh hy vọng là em sẽ tìm được người nào phù hợp hơn. Em chắc phải đó, phải em tin mà. Không, anh có phải hỏi hành trình ra ngoài Hà Nội, tí nữa anh phải bay rồi. Cho nên là rất là tiếc là chắc là em đang tìm kiếm một người nào đó không phải, nhưng mà anh không phải phù hợp trong cái người mà em đang tìm kiếm ấy. Thì hy vọng là em sẽ tìm kiếm được cái người phù hợp với em nhá. Anh cảm ơn nhá. Chào em. Đi tìm nhanh lên, hôm bên kia nó tìm mất rồi. Ủa, tưởng đâu là tìm được rồi mừng hụt. Đi nhanh lên. Nơi đau lòng quá, chim én lượng bay. Chạy hôm bên kia nó chạy mất. Ê, anh chạy tay, hiếm nè. Tém nào. Dê gì đó. Đi. Tìm gì. I can't miss. Em đổi cứ bảy tay ra. Là bị... Anh ơi, anh gì ơi. Có biết đâu là phải. Không. Không. Anh này cũng đẹp trai mà. Ê nó nghe tụi Ê, mình. Có khi nào trong này không? Đi vào đây, vào đây, đi vào đây. Trong đây hả? Chị thấy là không phải đâu ha. Không. Nhìn cái lớp này là không phải đâu. Em thấy tụi mình đi
là người ta nhìn tụi mình với mắt kì, hơi lạnh lùng. Trời ơi, sao tập này cho chương trình cho mình cái bài tốt vừa nóng vừa mệt mà lại còn cho đi sắp ra đến chợ Bến Thành tới nơi rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Nè, chắc đi hết cái thành phố này cũng chưa hết. Để không có giới hạn nào. Ê, anh này đẹp trai nè. Không, anh này đẹp trai. Anh này đẹp trai nè. Em thấy cũng có khả năng á. Ê, em nhìn thấy có khả năng. Bọn mình cứ đứng ngoài đi luôn thầy. Thầy ta tưởng chứ chương trình này làm có cái gì luôn đi chứ. Đi chương trình là nhìn khó mà. Năm anh, năm anh. Đường chính. Đường chính là đâu? Bà nó không phải mà bà mời vô tới ổ luôn. Ê, nhìn lén điện thoại của ảnh có chết mail với MTV không? Ổng chết mail với MTV là đúng rồi á. Mình không mình... phải đâu em ạ. Chết rồi nhanh lên đi tìm nhanh, không là muốn bị phạt đâu. Hình phạt nghe nghe bảo là ghê lắm đó. Thôi thế bây giờ chạy lên đi. Em nghĩ là cái đoạn đường này cái team kia đi qua chưa tìm thấy thì mình có thể bỏ qua được một số anh. Ê, nhưng mà thú luôn những anh đẹp trai đi gì anh đẹp trai. Tẹp 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 tẹp. Làm việc ngân hàng chứ. Thế nào đi tìm nam thần của chúng ta không ạ? Có khi nào anh nam thần, nhưng mà chị nghĩ là anh lên chương trình anh sẽ không mặc áo ba lỗ đâu. Đâu áo ba lỗ đâu? Kìa. Đâu? Đội mũ kìa. Đâu? Kìa. Ê, chưa chắc nha, chương trình này mơ hồ lắm. Mà không đi tìm nhanh là đội kia thắng đó. Em đau tim nha, chương trình quá, chương trình cho cái mạng khó quá. Người ta đi lại luôn rồi kìa. Tức là đằng này không có đâu. Đi đi, mình phải đi nhanh hơn. Ủa? Ủa? Đó đâu rồi? Ai gì? Ai quen biết gì đi chung? Mày đi chứ? Ai quen biết gì đi chung mà trời? Không có quen biết gì mà đi chung kỳ cục kia. Trời ơi, chương trình ơi. Cho cái người ấy đi trời. Phải có khoảng cách chứ. Có phải có khu vực chứ. Trời ơi. Mấy anh không chỉ khu là em đi hết Sài Gòn. Đi, phải có khoảng nào chứ. Bây giờ mình kêu phải trong cái khu vực rồi thôi, là xong rồi mình sẽ tập cho bạn cái chỗ cũ. Nhưng mà để hỏi cho đủ. Này cái chương trình gài rồi không có đây ai đâu. Đây là gài rồi, đây không có ai đâu. Dám quay lại chỗ cũ, anh đó đang đứng ở chỗ cũ á. Anh làm chưa ra. Mình đi lại tới trước. Mình lấy mình chờ chút xíu nha. Tao biết chắc rồi. Anh quay đi anh. Anh quay đi không em tiếc hình. Đúng rồi đó, không lại tiếc đâu. Đúng rồi đó. Chương trình đang chơi mình. Chương trình bắt mình đi kiếm rồi. Anh đi rồi. Xin lỗi bạn. Em xin lỗi. Sao vậy bạn? Nhưng mà em đang bị dạ. Em đang bị ngược đuổi. Mình đang bận lắm, mình đang công việc các bạn. Xin lỗi. Anh này không chạy được với bọn em đâu. Anh xin lỗi bạn. Anh ơi, tụi em bị bắt